Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Giá Xe 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Như. Lâu quá không có gặp các bạn thì hôm nay hứa hẹn video hôm nay Như sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị hơn nữa. Đó chính là bên cạnh Như thì các bạn cứ nghĩ qua rồi ha. Đây là một em Vario màu màu này là màu trắng thì chắc là nhiều bạn đã quen thuộc với cái màu này đúng không? Nhưng mà hiện tại á, trước giờ chúng ta biết đến cái dòng Vario 150 màu trắng là nó chỉ xuất hiện trên cái con Vario 150 thôi. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay á thì Indonesia đã ra mắt dòng Vario 125 và đã có phiên bản màu trắng tem zin luôn. Và hôm nay cái em này nó đặc biệt thêm một điều nữa. Thì điều gì, mời các bạn chúng ta cùng soi thử cái em này trước và Như sẽ cho các bạn xem cái điều đặc biệt ở cái con này luôn ha. Thì các bạn có thể quan sát á, là về cái phần màu xe á, cái màu trắng này Như cảm thấy là nó không có đục giống như cái màu trắng của cái con 150 phiên bản cũ ha. Đây là màu trắng Như cảm thấy nó trắng tinh khiết hơn nè các bạn. Ngoài ra thì nó vẫn giống như vậy thôi, từ hình dáng nó đều giống như vậy thôi nè. Và Như sẽ quay cho các bạn xem cái tem xe. Tem á, thì ở đây á, là do đây là dòng Vario 125 cho nên tem xe của nó sẽ có chữ Vario thôi, nó sẽ không có cái số 150 thể hiện phân khối xe ha các bạn. Đây. Rồi, còn về ở đây do là dòng 125 cho nên nó sẽ sử dụng ổ khóa này là ổ khóa cơ. Đây. Và mặt đồng hồ của nó vẫn như thế này nè các bạn. Đây. Nó vẫn là mặt đồng hồ điện tử LCD ha. Ở đây thì nó có một cái kim xăng nè, thể hiện cái vạch xăng của mình nè. Đây. Còn ở đây thì nó có giờ luôn nha các bạn, giờ và số km nè. Ngoài ra thì nó sẽ còn có những cái chức năng như là báo lỗi, báo nhớt, báo động cơ nữa thì nó sẽ ở trên đây nè các bạn. Đây. Đó. Ngoài ra thì ở đây á, trên cái phím này thì nó sẽ có cho mình trang bị cho mình là một cái chìa khóa chống dắt như thế này. Đây, cái remote chống dắt như thế này đây. Còn ở đây là do là cái chống trộm thì bên Như thêm vào ha. Cái remote chống dắt này thì nó sẽ có chức năng là tìm xe. Và khi mà các bạn khởi động cái chế độ này như thế này đây, Như đang khởi động cái chế độ này ha. Các bạn nghe nó kêu hai tiếng tít tít không? Và ở trên mặt đồng hồ nó sẽ nhấp nháy một cái chấm đỏ như thế này. Đây. Là khi đây là các bạn đã khởi động cái chức năng chống dắt. Thì khi mà các bạn đụng vào xe thì nó sẽ kêu như thế này ha. Và khi mà các bạn muốn tắt cái này, các bạn chỉ cần bấm nút unset như thế này. Đó. Thì xe của mình nó sẽ ngắt ha. Và ở đây là nút tìm xe đây, tìm xe. Đó. Rồi. Thì đó là Như đã giới thiệu sơ qua cách sử dụng cái chống dắt này cho các bạn. Cái điểm đặc biệt tiếp theo vô cùng là đặc biệt luôn. Thì chắc là một số bạn không biết là xe nhập khẩu của mình á, những cái con xe nhập khẩu á, thì ở bên Indo á, bắt buộc là, nói chung là ở Indo khi mà các bạn lưu thông á, là bắt buộc đèn phải luôn luôn sáng, cho nên nó sẽ không có cái công tắc đèn pha. Nói chung, nói tóm lại là xe của mình về Việt Nam là sẽ không có tắt đèn được ha. Có nhiều bạn hỏi tại sao mua xe mà nó cứ sáng đèn hoài, có ảnh hưởng gì hay không đó các bạn. Nhưng mà xe của mình là không thể tắt đèn được. Thì do đó Minh Như đã độ thêm một cái phím là cái công tắc đèn như thế này. Thì ở đây Như sẽ cho các bạn xem ha. Rồi, ở đây thì Minh Như đã hỗ trợ độ đèn, có nghĩa là các bạn có thể tắt được cái đèn này luôn. Còn những cái xe mà các bạn nhập nguyên chiếc về á, là mặc định đèn nó sẽ luôn luôn sáng. Mặc định là đèn luôn luôn sáng luôn. Rồi bây giờ Như sẽ mở cái đèn cho các bạn xem ha. Đó. Đây, các bạn thấy không? Về cái phần đèn nè. Đây, hai cái đèn mi nè. Đó. Các bạn thấy nó sáng không? Ở dưới đây là nó có cái Như bật luôn cả cốt pha nè. Ở phần này nè, đó. Và bây giờ Như sẽ thử tắt đèn cho các bạn xem luôn. Tắt đèn trong khi chìa khóa chưa tắt nha. Rồi. Đây, đây là Như đang tắt cái đèn cốt ở phía dưới nè. Cái cốt pha phía dưới, Như đang tắt cái cốt pha phía dưới nè. Như bóp, Như ấn lên như thế này thì nó sẽ có một cái cốt pha ở đây. Đây, tắt cốt pha. Đó, các bạn có thể thấy không? Quay dưới đây. Quay dưới đây cho dễ quan sát nè. Thấy không? Thấy không? À. Rồi, đó. Rồi bây giờ Như sẽ tắt cái đèn này cho các bạn xem, nhưng không tắt chìa khóa nha. Đó. Đây. Chìa khóa vẫn bật này. Mặt đồng hồ vẫn sáng này. Đây. Đó, các bạn thấy không?
mặt đồng hồ vẫn như vẫn còn đang mở khóa nha, chứ không có tắt khóa đâu đó. Còn khi mà cái còn những cái con xe kia, những cái con xe khác nhập về thì khi mà các bạn tắt khóa là mặc định luôn là đèn nó sẽ tắt luôn, hoặc mở khóa là đèn nó sẽ mở lên luôn. Còn ở đây như vẫn mở khóa và như đã tắt được cái đèn này để cho các bạn sử dụng đi ban ngày ha. Đây là cái điểm đặc biệt mà bên Như mới vừa độ lên cho cái dòng Vario này. Thì bạn nào mà chúng ta bây giờ Như sẽ bật thêm cái đèn lại cho các bạn xem ha. Khi mà bật á thì ở đây Như sẽ để cái tay như thế này ha, và Như sẽ bấm liên tục là 3 lần. Đó, đèn nó đã bật rồi nè các bạn. Này, ở đây bật là Như bật luôn cả cái đèn có pha phía dưới nè ha. Rồi bây giờ Như sẽ tắt cái đèn có pha này. Như sẽ ấn cái nút này một lần thôi. Đó, là Như đã tắt ha. Bật nè, tắt nè. Đó, đèn pha, bật tắt đèn pha nè. Thấy không? Đây, khi mà các bạn bật đèn pha là cái này nó sẽ hiển thị một cái này này, cái vệt xanh như thế này đó. Đó, có nhiều bạn thì nghĩ là chắc cái thiết kế này nó hơi rườm rà, nhưng mà bạn nào mà thích không thích đi để đèn ban ngày thì các bạn có thể độ lên như thế này ha, thì bên Như có hỗ trợ luôn, độ lên cho bạn, cho các bạn như thế này luôn. Thì khi mà các bạn đến cửa hàng thì bên Như sẽ tư vấn và cũng như là Như sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái đèn này luôn ha. Thì bây giờ Như sẽ báo giá cái em xe này. Hiện tại thì cái mẫu này bên Như đang bán với giá là 40 triệu chưa bao gồm phí lăn bánh. Thì bạn nào ở khu vực nào, ở đâu thì các bạn nhớ liên hệ ngay cho Như ha, để Như sẽ báo giá chi tiết hơn cho các bạn. Ngoài ra thì bên Như còn có một số mẫu Vario độ tem như là màu vàng, màu xanh nè, độ click thái nè, rất rất là nhiều luôn. Bạn nào đang cần mình sở hữu một em Vario 125 hay 150 gì đó thì nhớ liên hệ ngay cho Như qua số điện thoại 0967080520 ha, hoặc là các bạn có thể kết bạn Zalo với Như luôn. Thì số điện thoại và số Zalo Như có để phía bên dưới màn hình ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, thì nhớ like và đăng ký kênh giúp Như nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.